Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 9. Alo. Hello cả nhà yêu nhá. Chị Google bắt đầu đọc bình luận. Chào tất cả anh em. Lỗi, hết số lần đọc bình luận. Alo, alo. Hello anh em, Hò quá cả nhà này, hò quá. Đưa khi anh béo ơi. Vào vào luôn anh em. Phang hết. Hello anh em. Xin chào cả nhà yêu. 你已进入一级战备状态，加油，特种兵！我需要武器。 Rồi, về còn hai anh em mình đấy, nó thoát hết rồi. Phi cơ hẳn khoai chứ chỉ phê lạ. Cơ vị thợ trọng binh, xin chuẩn bị. Em chào anh Giải Hải Mõm nhá, hello anh Giải Hải Mõm. Hello anh Giải. Em chào tất cả anh chị em của mình nhá. Hôm nay yếu quá cả nhà yêu à. Yếu quá, yếu ạ. Con hai nhân vật này. Sợ con hai nhân vật đây, chết rồi. Méo có thằng nào đỡ đạn rồi. Nhận được học ở đây. Alo. Ơ nhỉ. Nhận được học ở đây. Ok em ơi. Sao vậy? Em mời anh follow hả? Anh vừa đi, phải bắn bi nước Lào để đi nâng cao sĩ diện em ơi. Ốm rồi, nay ốm rồi cả nhà, ốm rồi, yếu rồi, ho đêm cả đêm ho, yếu à, đẹp thật, yếu, đấy, lên tấu hài anh em đấy, thoát rồi, mà gì phải có sự kiện mới bắn một, mới thoát hả? Mấy con chuột cho vào sự kiện toàn lúp đi, có như gồng, em chào đại đình yêu thương, cái con chuột này. Thích bán sự kiện cái nè, ừ. Nó không, nó lúc nhưng mà không nó thích sự kiện. anh cũng thích mà, anh cũng thích mà. Mình nó có đấy. Anh cũng thích mà, một tụi mèo có em à, mèo có thì anh em mình lại thôi. Cái này tùy hôm, mới có hôm gặp này liên nó tục lử nha, không mổ môi nha, chậm thôi, ừ, bắn bình thường thôi, gặp là phang phang thôi em hiểu. Có người, có người. Người đâu? Dù mù. Có người. Làm gì có thằng nào bay đây? Làm gì có ma nào ở đây ngoài anh em mình? Rồi trận đấu đầu tiên anh em. Từ như, em chơi mấy trận rồi béo? Chưa gặp mấy cái thấy một hai thằng đẩy nơi đẩy nơi là thôi xong. Sáng nay em Hoàng không ghép team với cả nhà yêu nhá. Sáng em Hoàng cô béo bắn. Hai anh em bắn là nó địch đủ khổ rồi cả nhà. Anh em ghép team này chiều. Nó khác em mà bắn solo thì anh ghép sau. Giao lưu sau.
Hai ông chùm mà quét map cả nhà, hai ông chùm Chí Tôn. Hai ông chùm Chí Tôn luôn. Kết hợp trận đấu này, có trong trận đấu này. Hy vọng sẽ có cái kết quả tốt nhất trận đấu đầu em ơi. Đẹp, hai súng giống y màu đẹp thật. À, hy vọng có cái kết quả đẹp nhất. Chào tất cả anh chị em nhìn nhà mình nhá. Hy vọng có kết quả đẹp nhất em ạ. À. Đầu tiên là em top 3 đấy, top 2, top 3 đấy, top 3. Em chưa xong trận đấu gì, mới được một trận gì. Như quân nguyên ấy. Phải bầu cuối 17 thằng. Đó thiệt. Ờ bọn này thủ kia nhá. Bọn này thủ bò cuối kia nhá. Em thấy bò thứ hai, bò thứ ba mà còn cả hai mấy thằng mà bò cuối cùng vẫn còn 17 thằng. Thủ lì, cơ bản là bọn này đã thủ toàn 4 thằng đủ, tầm đấy toàn lấy thịt đen người. Bắn méo gì bọn đấy. Làm solo quái đâu mẹ. Toàn ngồi rình rình đợi đủ 4 thôi mà. Lại người khác. Khôn như mọi ấy. Mà toàn thằng 1 2 kill, ví nhiều kill mình không nói. Toàn thằng 1 2 kill chắc 1 2 thằng bot. Vãi. Mà là bắn hay nhá cả nhà nhá, nó lúp như thế nhưng bắn hay nhá. Không phải là bắn mẹ ơi giời ơi đâu. Mẹ đã bắn lúp là đã bắn là chết. Đùa. Có cốp nào 3 4 bảo anh em ấy. Em có hai cái holo về đấy đó đây. Anh chưa giáp 2 này. Anh chưa giáp 2 luôn mẹ, lú thật nghèo thế. Hai nhân vật không đủ chỗ này, chỗ này khả năng không đủ, hai nhân vật lút rồi. Trận này có sự kết hợp của giữa hai chùm Chí Tôn nha anh em nhá. Chùm Chí Tôn, tuyên bố chùm Chí Tôn Pung Trung Quốc. Chết làm lại anh em nhá. Với anh em mình chơi là phải bướng luôn chứ không bao giờ phải lòng vòng. Anh em biết rồi. Bướng hẳn luôn. Thằng ấy thì nó cộng có hai mấy điểm mà thua mà chết chẳng là mà nó cộng nó từ là 40 điểm. Anh mình là hạ phá danh. Phá đảo xe bự. Của trợ lý ở vũ trụ. Phá làng phá xóm. Các cụ hay bảo là phá làng phá xóm ấy cả nhà. Đội hình đang giữ điểm danh cuối mùa à giữa mùa đang bắt đầu giữ điểm danh dần đấy. Sau này anh em đi ra đó là anh phá danh nó là gì đâu. Chính xác luôn đấy cả nhà, không phải nói vừa nói vui nhưng nó đúng đấy. Bởi vì tầm này giữa danh rồi, gần giữa danh rồi. Bọn này bắt đầu chưa cẩn thận lắm rồi để giữ điểm danh rồi. Nó tụt một tí nó cũng cay. Cả nhà ra nó tụt một tí nó cũng cay. Chỉ mỗi anh em mình là không cay thôi bởi vì anh em mình là khô máu. Có người. Ừ người người em ơi. Người. Có người, có người. Rồi. Anh hiểu, người chặt. Người chặt. Tới mặt em luôn. Tại to thế. Ui năm bình nước nè anh, lấy nước này. Nước à? Ừ anh có nước à em ơi, nước anh có. Anh có 8 bình nước. Anh lên tới bình, mà nó còn 5 bình nữa kìa. Nguyên 5 bình nữa thì để anh khuôn nốt. Nước quan trọng đấy. Anh mình thiếu, lỡ anh mình thiếu sao? Anh đấu qua đấu lại, thiếu lại anh mình chia nhau. Ủa chơi lý ủ thiếu lại chia nhau. Đi đâu, ba lô mình còn thừa mà. Có ra 2 bảo anh em ơi. Nhập với 9 bình rồi. Có ra 2 bảo anh nhá. Anh vẫn ra 1 này. Chết rồi, anh mới có khói rồi. Béo ơi, em nhặt khói chưa này? Em nhặt khói mới có khói rồi. Em 4 5 quả rồi. Anh 7 quả này. Được, ok. Anh 7 quả khói. Được rồi, thế thôi, chục quả là hai em sống được. Bất kể vòng bo gì. Bo cuối mà nó thủ trâu quá đấy, bất kể vòng bo gì. Sống được. 10 quả nó sống, hai anh em sống được. Hai anh em gồng gánh nhau là được. Chứ một thằng này nó chỉ một thằng là nó hơi dở, nhưng mà hai người nó chia đạn ra thì khả năng anh mình có cơ hội. Thằng này đấu gái nhỉ? Sắp hai, ừ. Anh không biết. À, em ơi, béo ơi. Trên phòng có nguy hiểm. Ôi, mẹ thằng này bắn kiểu gì đấy? Có khói không em? Ê. Ui, thằng này bắn mút vãi này, ô. Ui, nó bắn một phát chết luôn mà. Ui, mẹ nó rình rồi em ơi. Bốn thằng nó rình rồi. Mẹ nó bắn một phát đi luôn cả nhà ấy. Bắn trộm phát đi luôn, DV đâu ấy. Tại to thế. Nó rình rồi. Wow. Ui, không như bốn con chuột này nó rình anh em mình này. Nó đủ ở đây luôn mà. Luôn nhở. Mẹ vai. Ô mà cay nhở. Ui tua đầu tiên mà nó làm. Thằng này nó làm bắn em Hòa DP đau thật. Em Hòa thật sự đau pha đó. Sẽ đúng phát em Hòa đi luôn. Không yếu được. Không yếu để cho em Hòa lé đạn nó. Thằng này bắn đau lắm. Đau lắm. Bọn này bắn đau đấy. Tại to. Và thầy tỏ, em chào đại gia đình yêu thương, hello anh Giai Thắng Đế Quốc, em chào anh.
hai điểm luôn. Rồi nháp một trận cả nhà nhanh nhẹ vào đi em ơi. Béo vào đi em. Ủa, nó cầm vé tơ quay lại nó thọc Không, bọn tôi này chết bắn luôn bắn nguyên bắn bắn túi tay mà. to, tay to. Nhưng mà sao lại dình mình từ lúc nào ấy nhỉ? Mà anh không biết bọn này nhỉ? Xuất hiện có mặt bọn này ở đây nhỉ? Nó là hốc rồi này, tìm là hốc. Ừ, chắc dô hốc rồi, chắc dô hốc rồi, chắc dô hốc qua qua cả nhà. Em chào đại gia đình yêu thương nhà mình nhé, đại gia đình và sau bố là một like. Hai ông trùm chí tôn đây. Em lại rớt xuống, em đây là cầm trai của cái lời của bố nhau nếu khó giành được rồi. Chán luôn. Không có pha đấy nó gạt luôn, cũng khó, cũng khó. Pha nó gạt được anh luôn, tại vì anh nó pha đầu tiên nó làm bắn anh một đúng 3 4 viên hình như chuẩn luôn, chính xác nó không lệch bên nào vậy. Bắn một phát đi luôn. Em quay ra thấy nóng trà rồi đâu. Một phát Nó đi bắn luôn một mà, em một phát đi đi quay luôn mà lại đây không có nóng yếu gì trà cả, không có yếu để mình nhảy nhót gì cả. Thằng nó cái làm này bắn thằng nó làm kia bắn bị nóng DP. trà rồi cuối cùng rồi mới cùng cầm cái tư ở đâu chứ tầm gần đây vẫn cầm một cái tư này thôi chết cả. Thôi mình cứ bình tĩnh, không sao. Mình vợ điếm rồi. Ở lại một người, không sao một người. Không bắn quá. Điếm. Nhi chuyển Bắn chân thật một một trạng thái. Cha yếu thợ trọng binh. Mình nóc quá, bắn ngủ liền à. Ngoài bắn phá bên ngoài vô đây liền. Không sự kiện chơi nhỉ? Sự kiện chơi cho vui. Không cả nhà, không sự kiện chơi cho vui. Em đúng được đầu được sự kiện luôn ấy. Ai về lại trường học em ơi, về lại trường học Phi cơ hẳn quay sẽ chỉ phi rồi. Các vị thợ trộm binh, xin chuẩn bị. Về lại trường học em. Nghe cái. Ngã đâu anh đứng lên ở đấy rồi.